Đêm ngày 4 tháng 11, Công đoàn ngành giáo dục Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi tiếng hát giáo viên năm 2022. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Hội thi với nhiều tiết mục đặc sắc tạo không khí vui tươi phấn khởi, tạo động lực để toàn ngành nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội thi có 69 tiết mục của 28 công đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh, với 15 chương trình thuộc 3 thể loại, thu hút trên 500 giáo viên và học sinh tham gia như đơn ca, song ca, tốp ca múa. Khác với hình ảnh thường ngày trong vai trò là những người đứng trên bục giảng, tại hội thi, các thầy cô hóa thân thành những người nghệ sĩ để truyền cảm xúc, tình cảm của mình về lòng yêu nghề, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò qua những lời ca sâu lắng, điệu múa mượt mà. Thông qua hội thi cũng là dịp để mỗi đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành được gắn bó với nhau nhiều hơn. Đây cũng là dịp để các đơn vị được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác cũng như các hoạt động khác, là dịp để mỗi thầy cô giáo thể hiện tài năng nghệ thuật của mình thông qua lời ca tiếng hát. Hội thi tiếng hát giáo viên năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 và sẽ công diễn tổng kết phát giải vào đêm 8 tháng 11.